chào các bạn, thì hôm nay thì mình xin giới thiệu các bạn một cái hộp mực. Đây là hộp mực, thường người ta gọi là đó là CPU. Đây là thiết bị chống, còn dưới này là trục cao su. Còn thường cái hộp mực nhỏ thì nó có cái trục từ, nhưng đây thì cái thiết bị của mình, CPU của mình á, là nó sử dụng cái mực từ, thì cái trục từ này nó giống như là cục lâm châm á. Cái mực từ á, giống như cục lâm châm á, thì nó hút vô và nó hút mực, nó đẩy lên cái thanh này và nó cho vô cái trống. Đây thì hôm nay thì mình tháo ra, mình thay cái trống này, thấy nó cũng mòn rồi. Rồi còn cái gạt trong này thì mình để mình tháo này ra rồi mình cho các bạn xem thấy cái gạt. Mực thải sẽ bị gạt vô đây và nó chuyển xuống dưới thanh này, chuyển xuống và nó sử dụng lại mấy cái gạt, cái mực mà còn sử dụng được, còn bao nhiêu thì nó sẽ đọng đây. Thì qua thời gian thì chúng ta phải vệ sinh cái mực thải này. Đây, mực nó sẽ cho vô đây. Thì đây thì là cái hộp CPU. Hôm nay mình thay cái trống này, một đầu nó hơi bị nhạt rồi, với lại nó hơi bị xước rồi. Qua thời gian thì sử dụng thì chúng ta lên thay. Sau khi thay rung xong, chúng ta đi kiểm tra. OK. Okay, I'm on.